Trước mắt các bạn là những viên đá thanh 46 rất nhiều gia chủ có điều kiện giải dưới nền nhà để khử các tia chất tia ác xạ và chấn trạch. Nếu các bạn đang xây nhà, đừng bỏ lỡ các loại đá thạch anh này giải dưới nền nhà để chấn trạch, tạo năng lượng dương cho ngôi nhà, sinh tài khí. Và bạn đang cần một địa chỉ tin cậy để cung cấp các loại đá thanh thun vụn nguyên khối để giải nền, mời các bạn hãy đến nhà sàn Thái Nguyên. Nhà sàn Thái Nguyên chuyên cung cấp các loại đá thạch anh thô vụn, loại đá thanh 12 loại to nguyên khối để chôn nền chân trạch. Đang xây nhà các bạn đừng bỏ lỡ các loại đá thanh này chôn dưới nền nhà, rất là tốt, rất nhiều chủ nhà sử dụng đá thanh có đầy đủ loại nhỏ to nhỏ kích thước khác nhau, loại nhỏ giải trên sàn trên, loại 46 để giải dưới nền nhà, loại nguyên khối để chôn dưới móng nhà, và các loại đá thanh vuông để chôn bốn góc, bốn cục ở giữa một cục. Nhà sàn Tây Nguyên là kho chứa đá phong thủy tự nhiên, chuyên địa chỉ của các chuyên gia phong thủy có tâm. Nếu các bạn cần các loại đá thạch anh nào thì hãy mời các bạn ghé thăm nhà sàn Tây Nguyên. Anh em nhà sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.